Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 223 bộ truyện Nắm Thiên Cơ Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé Tả tiểu niệm gần như bật cười Người quên rồi sao? Tiểu tiểu đa Nó đã nói cho ta biết từ sớm rồi Dưới chân bạch đầu sơn này Có dấu thượng cổ huyền băng Do băng phách hóa ra Nghe vậy tự nhiên tả tiểu đa cảm thấy Mình bị vả cho một cú Rõ ràng hắn đã chuẩn bị xong Để tạo bất ngờ Kết quả băng phách người ta sớm đã có dự cảm rồi Thậm chí cả mục tiêu là gì Cũng nắm chắc được Đây chính là hiện thực Ta sớm đã định sau khi sự việc lần này kết thúc, sẽ ở lại nơi này truy tìm chỗ giấu huyền băng. Hai mắt của tả tiểu niệm cong lên, vẻ mặt lúc này chính là người đúng là tên ngốc, còn mập mờ thể hiện chút yêu thương. Đó là một sự thôi thúc không thể kiểm soát, muốn nhéo mũi tả tiểu đa. Tả tiểu đa càng trở nên ủ rũ, hắn biểu môi đi về phía trước, âm thầm truyền âm. Lần này trái tim nhỏ bé của ta đã chịu phải vô vàng tổn thương. Nếu không có người đến ôm ta, hôn ta bế ta, cởi đồ ngủ một giấc, thì mãi mãi không bù đắp được đâu. Tả tiểu niệm hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, biểu môi, đi về phía trước. Bước chân rất nhẹ nhàng. Lúc này, nàng mới giống như một thiếu nữ vô ưu vô lo, tràn trề hạnh phúc, tràn đầy sức sống thanh xuân, có khát khao về tương lai, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú phía sau hắn thì còn đỡ hơn chút. Dương Cao Xảo Nhi vừa trở thành cẩu độc thân, lại bị thố cẩu lương hết lần này tới lần khác. Từ trên trời giáng xuống, từ trước mặt sông tới, ăn đủ no nê, ăn căng bụng rồi. Vậy mà còn không ngừng rắc nữa. Cẩu lương lạnh ngắt, cứ rắc lung tung trước mặt, còn nhét đầy trong bụng ta. Ta không kịp phản ứng cũng không kịp tránh, chỉ cảm thấy các ngươi tán nhau, tán đến say xưa cho hỏi ta độc thân thì ta đang đắc tội với người nào rồi sao không tìm được người yêu bất lực như thế nào ta cũng muốn có một người ôm ta vào lòng rắc cẩu lương của bọn ta cho người khác thấy năm người đi hết một đoạn đường dưới sự chỉ dẫn phương hướng của tả tiểu đa long vũ sinh thuận lợi tìm được một vách núi sâu chính là nơi này chính là cảm giác này Long Vũ Sinh kích động nói, suýt nữa nhảy dựng lên. Tả Tiểu Niệm tò mò nhìn Tả Tiểu Đa, tỏ ý, đây chẳng phải rất chuẩn xác sao? Tả Tiểu Đa trợn mắt, bình tĩnh nói, tìm được chỗ rồi ư? Tìm được rồi. Vậy thì ngươi tìm cho kỹ, xác định được vị trí chính xác. Chúng ta coi như đại công cáo thành. Ờ, ngươi và Cao Xảo Nhi cùng tìm. Hai người các ngươi tâm linh tương thông, tìm cùng nhau, nói không chừng sẽ nhanh hơn chút vạn ly tú trợn mắt lượm tả tiểu đa sau đó lại nhìn sang long vũ sinh cao xảo nhi cười khúc khích nói tả lão đại ta thấy người có thể sống đến tuổi này đúng là rất kinh ngạc rất bất ngờ rất hoài nghi còn kỳ lạ hơn nữa là khi người học ở thành phượng hoàng sao không bị các bạn học đánh chết chứ long vũ sinh ấp úng đáp ai mà không muốn đánh chết hắn ai không muốn người đó là chó đây chẳng phải là do đánh không có lại sao Nhưng phàm có người có thể đánh được hắn Thấy bây giờ hắn cũng đâu tới nổi sinh ra cái tính như vậy À Tả tiểu đa nhìn sang nói Long vũ sinh Bây giờ người phiêu quá rồi Mấy lời này cũng dám nói Nhưng mà có đĩa dưa muối Cũng đâu nín nổi uống thành bộ dạng này Long vũ sinh lập tức kéo vàng ly tú Đi tìm nơi hướng về của hắn Cao xảo nhi mỉm cười quay sang hướng khác, bắt đầu tìm kiếm. Tả tiểu đa nhìn họ đi xa, khẽ mỉm cười, tự ý dùng linh khí tạo ra một bàn trà trong tuyết lớn, sau đó lôi ra một chiếc ghế sofa lớn hai chỗ ngồi từ trong nhẫn không gian ra, kéo tả tiểu niệm ngồi xuống thoải mái pha một ấm trà. Chúng ta vừa uống trà, vừa chờ bọn họ về. Nét mặt của tả tiểu đa rất là phê pha, bây giờ nơi này biến thành chỗ để yêu đương rồi xem cho kỹ chỗ này hoa tuyết bay bay thiên địa hòa là một thể như trong cơn mộng bọn ta chính là ở nơi này nương tựa lẫn nhau lập thân đỉnh phong tận hưởng cảnh sắc mơ màng trong lòng đặc biệt vui sướng đây mới là không khí yêu đương tả tiểu niệm có chút lo bọn họ có thể tìm được sao tìm được mới là lạ tả tiểu đa cười lớn sau đó lại nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa truyền đến. Nhưng ba người không tìm được chỗ, đã bắt đầu tàn phá trắng trợn, đào núi chẻ đá, đến đâu sang bằng tới đó, đào bới tứ tung, nhưng chỉ mới là bắt đầu. Những động tĩnh sau đó càng lúc càng lớn, làm kinh động khắp, nơi đâu cũng vang lên tiếng rung động ầm ầm. Tả Tiểu Đa nhìn trận tuyết lở lớn phía trên đỉnh đầu. Mẹ Kiến! Tôi đám hỗn đảng phá hoại bầu không khí Chúng ta vào việc không tháp tiếp tục ngừng. Chưa kịp dứt lời Hắn đã bị tả tiểu niệm ôm vào lòng Cẩn thận nói Không đi, bị tuyết vùi một lúc Cũng là một trải nghiệm không tệ mà Nói rồi ánh mắt lấy lên nét thèn thùng Đôi môi như cánh hoa Đã chặn lấy môi của tả tiểu đa Tả tiểu đa bỗng chốc Cảm thấy thần hồn mình lơ lửng Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào khó tả nhất thời dường như quên hết tất cả, đã không biết mình đang ở đâu nữa rồi. Sau đó tuyết lở vẫn không ngừng trượt xuống, chôn vùi hai người vào sâu bên dưới. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú tìm kiếm khắp nơi, đi tới đầu phá hoại tới đó. Ngược lại là thu hoạch không ít thiên tài địa bảo vừa mới được sinh ra ẩn sâu trong sườn núi ở nơi cực hàng này. Nhưng thu hoạch này với cảm giác đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói cách khác, mục tiêu của chuyến này vẫn chưa tìm được. Hơn nữa cùng với sự tàn phá, cảm giác đó cũng càng lúc càng nhạt đi. Và sau sự phá hoại liên tục này, cuộc tìm kiếm càng lúc càng đi xa. Sau khi chiến đấu liên hồi cùng mấy con tinh thú, mấy con yêu thú, thì chẳng còn cảm giác gì rồi. Mất đi cảm ứng đối với mục tiêu, Long Vũ Sinh cảm thấy càng thêm bực bội. Vạn Ly Tú nghi hoặc. Nè, không tìm sai hướng đó chứ? Tuyệt đối là không sai. Vậy tại sao là không có? Tìm lại thử xem. Một lúc lâu sau, Long Vũ Sinh, bạn Ly Tú và Cao Xảo Nhi mình đầy mồ hôi quay về vị trí ban đầu họ chia ra. Nhưng ai ai cũng đều ngơ ngác Sau trận tuyết lỡ, cái rảnh ở nơi này đều đã bị lấp hết rồi. Tả lão đại đâu? Ba người đào khoét một hồi, cuối cùng đào được hai người kia ra. Ừ, nói chính xác hơn, chắc là đào ra được cái thứ gì đó ở chỗ hai người. Chị thấy ở vị trí bên dưới chỗ được đào ra có một căn nhà được đắp bằng tuyết, còn tả tiểu đa và tả tiểu niệm thì đang ở trong đó, ngồi trên một chiếc sofa nhàn nhã uống trà. Vẫn còn mùi trà thoang thoảng, đối với ba người mình đầy mồ hôi nhễ nhại mà nói là cực kỳ mê hoặc. Tả tiểu đa vẫn đạo mạo nghiêm trang, áo quần bảnh bao giống như trước đây. Còn dáng vẻ của tả tử niệm hơi khác so với mọi khi. Có phần ngượng ngùng và hơi đỏ mặt, thậm chí ánh mắt cũng có chút né tránh. Tả lão đại, người thật là biết hưởng thụ nha. Long Vũ Sinh tấm tắc khen. Bọn ta bất cẩn tạo ra trận tuyết lỡ, đầy vốn dĩ chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng các người là lợi dụng trận tuyết lỡ của bọn ta tạo thành phòng uống trà đúng là các bản lĩnh thừa cơ hội lợi dụng quá. Cao Sảo Nhi và Vạn Ly Tú là con gái, nên đương nhiên phải cẩn thận hơn. Lúc chạm mắt, chị cảm thấy tả tiểu đa giả bộ có hơi nghiêm túc quá, hơn nữa tư thế ngồi cũng rất thẳng, rồi nhìn sang tả tiểu niệm đang bẹn lĩnh và thẹn thùng. Chiếc khăn trải trên sofa có vẻ hơi sọc sạch, khá nhiều nếp nhăn, ôi! Vậy là hai cô gái cũng đỏ mặt, hò một tiếng cố gắng thay đổi chủ đề không tìm được tả tiểu đa vẫn ra vẻ nghiêm chỉnh cũng chính là nói vẫn cần bổn lão đại ra tay sao hắn bày ra bộ mặt đắc ý cho tả tiểu niệm xem ngầm ý tứ thấy chưa không có ta là không được mà tả tiểu niệm đáp trả bằng ánh mắt cậu đác ngầu quán đi thôi nàng không yên tâm kéo vạt áo xuống Sao cứ cảm giác quần áo dường như chẳng khác mấy so với lúc mặc ban đầu. Chỗ nào cũng thấy không thoải mái. Cao xảo Nhi giả vờ, điềm tĩnh, hò lên hai tiếng rồi quan tâm nói. Chị dâu, cúc áo vẫn chưa kịp thắt lại kìa. Vạn Ly Tú hiểu ra. Đây cũng là hết cách. Tại bọn ta vào vội vàng quá rồi, thì là ngại quá đi thôi. Ngày nào cũng bị tả tiểu đa dở trò đê tiện bây giờ cuối cùng nàng cũng có cơ hội trả đũa cho dù có phải nhẫn tâm bẻ hoa đi chăng nữa hai người được thời thừa nước đục thả câu cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng vô cùng sảng khoái tất nhiên bọn ta không mặc giày bằng ngươi nhưng bọn ta có thể ăn hiếp vợ ngươi cuối cùng cũng tìm ra điểm đột phá chị dâu tiểu niệm vốn dĩ còn mạnh hơn cả tả lão đại nên là một phần mạnh nhất của tả lão đại nhưng bây giờ tình huống này lại từ mạnh nhất biến thành yếu nhất, trở thành cái lỗ hổng khổng lồ, chỉ cần chọc một cái là thủng. Gương mặt tả tiểu niệm bỗng chốc ửng đỏ, đôi tay luống túng không biết đặt ở đâu, nàng cúi đầu lẩm bẩm nói. Không, không phải, không phải cái đó. Tả tiểu đa phá lên cười, hiền ngang đứng dậy, ôm chầm lấy tả tiểu niệm vào trong lòng, hắn nhuyễn miệng cười. Hai vợ chồng bọn ta đang làm việc Các người nói lung tung gì Đi đi Mau đi ra ngoài tìm bảo bối Con muốn bảo bối nữa hay không Nói rồi hăng kéo tả tiểu niệm Hiên ngang hùng dũng bước ra ngoài Tả tiểu niệm cúi đầu Ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn đi theo ra Bước đi dường như còn nhanh hơn tả tiểu đa Hiển nhiên là muốn nhanh chóng Làm lại việc vừa nãy Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ Bỗng chốc Bầu không khí vui vẻ hẳn lên mọi người ra khỏi lều tuyết đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài không khỏi hít sâu một hơi sau đó tả tiểu đa xua tay cười nói đi theo ta xem bổn lão đại làm sao ra tay tìm được bảo tàng tuyệt đối không cần dùng đến chiêu thứ hai đừng có chém gió long vũ sinh không tin chém gió có cần đặt cược hay không tả tiểu đa lại muốn đào bẫy rồi không cược Long Vũ Sinh rất dứt khoát, từ chối thẳng thừng. Bị lừa cùng một kiểu, lão tử đã bị mắc lừa bao nhiêu lần rồi, còn cược sao? Nếu còn cược, cả đời này phải làm việc vặt cho người rồi. Không biết bây giờ lão tử đang trong giai đoạn gom tiền cưới vợ hay sao? Nhưng ngay lập tức, giờ tới tờ giấy nợ trong tay tả tiểu đa, lãi suất quay nhanh hơn bọn cho vay nặng lãi gấp mấy lần. Long Vũ Sinh không khỏi nở nụ cười khổ đặc biệt ngay cả khi không được cả đời này dường như cũng phải làm việc cho người rồi cược với hắn đi cao xảo nhi vừa đi vừa thúc giục đạo hữu chết chứ bần đạo không có chết người tính cược thế nào long vũ sinh không vui nói ta không có đồ để cược cao xảo nhi đáp người tìm xem nói không chừng là có có cũng không được long vũ sinh trầm cảm rồi Cuối cùng Long Vũ Sinh cũng phát hiện Đức tính của Cao Xảo Nhi này Lại giống Lý Thành Long đến vậy Đều là loại người chuyên môn đưa người ta vào bẫy Còn bản thân bọn hắn Thì lại chưa từng lọt hố Con đồng nhỏ háo hức dẫn đường ở phía trước Khi thế hừng hực đi thẳng về phía trước Trong bốn người À bao gồm tả tiểu niệm đang ngơ ngác nhìn chăm chú Tả tiểu đa vẫn cứ một mạch Đi thẳng đến dưới vách núi dường như là chọn đại một phương hướng, dọn sạch mớ tuyết tích tụ, sau đó sờ lên bức tường đá, dường như đang kiểm tra độ dày của bức tường. Sau đó hắn lấy ra một cái chùy đập mạnh lên trên. Núi ầm ầm sập. Long Vũ Sinh biểu môi, vừa định nói câu. Ta còn tưởng thế nào, không phải cũng phá lung tung giống như ta sao? Thì hắn đã ngẩn người ngay lập tức. Câu nói kia cũng bị nghẹn trong cuốn họng. Bởi vì khi những mảnh đá lăn xuống, một thứ ánh sáng trong vắt lờ mờ đột nhiên xuất hiện, mờ mịt bốc lên cao. Trước mặt năm người vốn dĩ chẳng có thứ gì, giờ đây đột nhiên lại xuất hiện một cái động, giống như một ảo ảnh, một cái động phủ khổng lồ hiện ra từ làn không khí mỏng manh. Đập ngay vào mắt là vòm mây lành bao phủ, hàng ngàn tia sáng chỉ chiếu được một nửa mảnh trời, mọi thứ đều sáng loáng bốn người đi theo từ phía xa xa một phía xa khác cũng có hai cao thủ đạo minh bước theo sau vẫn chưa cảm giác có động tĩnh gì chỉ thấy một tia sáng xanh lóe lên toàn bộ sức lực cả người đều mất đi trong khoảnh khắc đó giống như từng cái sụi cảo từ trên trời rơi xuống tất cả bọn họ đều lao thẳng xuống giống như từng quả hỏa tiễn chui vào trong lớp tuyết dày cả người không nhúc nhích được cả đan điền bị phong bế cứ bị vùi dưới lớp tuyết như vậy không biết là sâu bao nhiêu hai bên đều cảm thấy rất là ba chấm chuyện gì thế này sao đột nhiên không cử động được nữa một người vẫn còn đang há miệng kinh ngạc lúc rơi xuống không khỏi ngậm một họng đầy tuyết nuốt thẳng vào trong bụng cổ họng của hắn thẳng tắp những mảng tuyết lớn vù vù chui vào trong hắn vừa cắm xuống dưới vừa cảm thấy bụng mình như sắp căng trướng hắn than thở tuyết này sao mà dày vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có lớp tuyết dày này, từ vị trí của bọn họ rơi xuống. Đầu có ổn được hay không? Bên phía tả tiểu đa, mấy người cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hang động tráng lệ đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng dần biến mất, một đại điện cổ kính hiện ra trước mặt mọi người. Cánh cửa đột nhiên được mở ra. Nhìn vào qua cánh cửa đang mở, không biết bên trong sâu tới mức nào. đại tử đa cất cây chùy, quay người lại, mỉm cười vô cùng thản nhiên, hăng chấp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói: cũng may mắn quá ta, đập đại thôi mà cũng ra. có phải rất kinh ngạc, có phải rất ngạc nhiên, có phải rất hoài nghi không? bốn người lần lượt nhìn chăm chăm hắn, dù không biết bằng cách nào mà tên này lại tìm ra được, nhưng mấy người sao có thể không ngạc nhiên? không nghi ngờ, nếu nói tùy tiện đập một cái là ra, vậy thì có cắt đầu cũng không có tin. Nhìn cái lắc đầu vẫy đuôi đầy gợi đòn kia, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng lại không tìm ra được khuyết điểm nào để phản bác, chỉ có thể im lặng nín thở. Cả quá trình có vẻ như chỉ cần tùy tiện đi vài bước, dùng chùy đập một cái thì có thể đập ra được. Người nói có thể làm được gì? Cao Xảo Nhi càng ngày càng cảm thấy đã chọn đúng lão đại rồi, thật sự rất có tiền đồ. Bất kể là do cẩn thận mà tìm ra, hay là do có duyên tìm được, hoặc là do may mắn mò được, nhưng chỉ cần có thể tìm ra nơi này, thì đó chính là người có phúc duyên to lớn. Điểm này không còn nghi ngờ gì. Quá trình cái gì không quan trọng đâu, không cần để tâm. Cao Sảo Nhi thầm thở dài, nhìn tả tiểu niệm một cái, hít một hơi rồi bình tĩnh lại. Đi, đi thôi. Tả tiểu đa đợi con rồng nhỏ bơi một vòng bên trong. Khi nhảy ra cuối cùng mới bình tĩnh nói. Bên trong chắc không có nguy hiểm gì. Chỉ cần chú ý đến khí trường thì không còn gì trở ngại. Sau đó hắn chắp tay sau lưng với điệu bộ chậm rãi và khi thế màu mè. Hắn nguồn dung tiêu sái đi vào trong. Nhưng vừa bước vào cổng hắn đã bị những gì mình nhìn thấy dọa một phen hết hồn không chỉ có tả tiểu đa mà ngay cả bốn người phía sau đi vào trong khoảnh khắc đầu tiên đập vào mắt cũng đều khiến bọn họ giật mình chỉ thấy một con thanh long rất lớn cao gần trăm trượng có một đôi mắt rất to đang nhìn xuống nhìn chăm chăm vào năm người tả tiểu đa nói chung đó là một cái nhìn trịch thượng nhìn xuống chúng sinh trong mắt con rồng này dần dần lấy lên hình ảnh của năm người, giống như một tâm kính hiện rõ một một. Một luồng long uy mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Đám người tả tiểu đa bỗng chốc cứng đờ, không tự chủ được, hoặc là dường như theo bản năng mà lui về một bước. Nhưng phát hiện đôi mắt to của cự long lại đột nhiên chuyển hướng, lại nhìn về phía người mình. Lúc này tả tiểu đa xem chút xoắn ra quần. Con cự long này hình như là vật sống. Trước giờ, quân tử không đứng dưới chỗ nguy hiểm, tức thời trước sau đều bị kìm chặt, chỉ cảm thấy nguy cơ tự nhiên ập đến, làm sao mà ứng phó. Tả tiểu đa há miệng, mắt không chuyển động, nhìn chăm chăm vào mắt con cự long gần trong gan tất. Hắn càng cảm thấy hai chân mình đều đang rung rẩy vụ một cái xuất hiện ra hai cái chùy to, giọng rung rung nói. Các người, ra ngoài trước đi. Quả nhiên, hắn mới động một chút, mắt của con cự long đó cũng động theo. Cái bóng của hắn cũng xoay tới xoay lui trong mắt con cự long. Như thế càng cảm nhận được khi thế mạnh mẽ trên người con cự long. Khi thức sinh mệnh không ngừng vận chuyển, lặp đi lặp lại. Dường như suýt chút, tả tiểu đa đã thầm mắng con rồng nhỏ. Cái thứ chết tiệt này muốn hại chết lão tử sao? Đó là bức tượng sao? Giọng của tả tiểu niệm cũng rung rung. Ấn tượng Tả tiểu đa sửng sốt trong chốc lát Sau đó quay đầu nhìn Chỉ thấy con mắt của cự long lại trừng lên Hắn không khỏi rùng mình Cảm giác này quá đáng sợ Với thể hình của con cự long này Thậm chí tả tiểu đa cảm thấy Dù nó có nuốt mình vào Cũng chẳng có cảm giác gì Không thì xem như một cú hắc xì Hoặc một cú rắm mà xả ra ngoài Quả thật là quá lớn rồi Chỉ một cây móng Trong bộ vút rồng trước mặt thôi cũng to gấp ba bốn lần phần eo của tả tiểu đa nhưng hắn lấy hết can đảm cẩn thận dè dặt quan sát cả nửa ngày cuối cùng xác định được thứ này quả thật là một bức tượng nhưng nó quá giống quả thật giống y như thật bức tượng cự long này cao trăm trượng vô cùng sống động nhìn lướt qua chẳng khác gì là thật tả tiểu đa tập trung quan sát phát hiện bức tượng thanh long này được làm từ một chất liệu đặc biệt nhất là lớp vải trên thân nó tải tiểu đa và tải tiểu niệm đều có một cảm giác rất quen thuộc đó chính là thiên huyễn kim nhưng mà thiên huyễn kim là màu đỏ còn miếng vải trước mặt lại có màu đỏ thẫm còn lờ mờ hiện lên ánh vàng rực rỡ rõ ràng chất lượng của thiên huyễn kim này hơn hẳn những vật phẩm thông thường nanh rồng vô cùng sắc bén toát ra chất kim loại còn có một cặp mắt cực kỳ to dường như có thể lớn bằng cả sáu người bọn tả tiểu đà. Vậy mà toàn thân là tinh thần chi tâm vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa còn là tinh thần chi tâm thuộc tính băng hàng. Sự thật là, tả tiểu niệm cũng vì điểm này nên mới là người đầu tiên có phản ứng. Tuy rằng tinh thần chi tâm có thuộc tính hàng băng, nhưng vì nó quá ẩn kín chỉ tỏa ra hàng khí yếu ớt, nhưng cũng đủ thấy phần lớn tinh túy của nó đều cất giữ ở bên trong, ít rỉ ra ngoài. Chỉ riêng hai điểm này thôi cũng đủ khiến người ta không thể tưởng tượng được giá trị của nó. Hai mắt của Tả Tiểu Đa bỗng chốc biến thành màu vàng. Cái này đúng là một món tài nguyên to lớn. Đối với tinh thần chi tâm này, bây giờ ngoài trừ Tả Tiểu Niệm ra thì chẳng còn ai phù hợp. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy Tả Tiểu Niệm thật may mắn chỉ cần đào được hai cái động thanh long vậy mà lại có thể gặp được hai viên tinh thần chi tâm có thuộc tính hàng băng hơn nữa đây không phải mục tiêu chính của tả tiểu niệm mà chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên vị trí mà nàng thật sự cảm nhận được cách nơi này còn một khoảng dài nhưng chuyện này chẳng là gì cũng chính là nói cho dù băng minh đại vu nhìn thấy hai viên tinh thần chi tâm này cũng phải thốt lên kinh ngạc mà nuốt nước bọt chỉ là tả tiểu niệm bất ngờ thu hoạch được mà thôi vận khí này quả thật là không gì tả được long vũ sinh và vạn ly tú hiển nhiên cũng đã khám phá ra bí ẩn trong đó sau một hồi kinh ngạc thì không khỏi kích động không thôi thể chất của người ta sao có thể phù hợp như vậy công pháp của người ta sao lại tuyệt như thế vào đi vào đi tả tiểu đa lau mồ hôi tuy bức tượng thanh long này chỉ là một bức tượng mà thôi nhưng toàn thân nó đều tỏa ra một cảm giác uy nghiêm rất chân thật, khiến người ta không dám nhìn gần. Đứng trước mặt bức tượng này, không khỏi cho người ta cảm giác run sợ. Long Vũ Sinh say sưa, vuốt ve mảnh vảy trên người Thanh Long, hai mắt lóe sáng, nhất thời như đi vào trong cơn ảo mộng, chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, khó mà tự kềm chế được bản thân mình. Sau khi bị Vạn Ly Tú nhắc nhở nhiều lần, hắn mới loạn choạng đi vào trong nhưng không ngừng quay đầu nhìn bức tượng con thanh long khổng lồ. Mà con mắt của bức tượng thanh long giống như có thể chuyển động, từ đầu tới cuối đều luôn đáp lại cái nhìn của Long Vũ Sinh. Tạ Tiểu Đa ở phía trước thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi đột nhiên dừng. Bốn người đồng thời dừng, ngẩng đầu lên trên nhìn, đập thẳng vào mắt là một cảnh tượng không khỏi kinh ngạc. Sau con thanh long là một bản hiệu rất lớn trên đó có bốn ký tự lớn, khi năm người vừa nhìn thấy đều chợt ngẩn ra. Bốn chữ, mỗi chữ đều như một con thanh long sống động như thật, đang bay lượn. Đương nhiên, tràn đầy cảm giác của một loại quân lâm thiên hạ, ngào du tứ hải. Khí vận khi thế trong đó khiến đám người tả tiểu đa cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Bản năng sinh ra một loại cảm giác bái phục, một loại kích động muốn quỳ bái đây chính là thần uy thật sự thánh điện thanh long bên cạnh đó một bia đá khổng lồ sừng sững trên mặt đất thiên hữu tứ cực thanh long trấn đồng trước bản hiệu mọi người sững sờ không hiểu mất vài giây sau đó mới có chút kinh sợ đi vào trong thanh long thánh điện đây là nơi đẳng cấp trong lòng cả đám không khỏi trở nên nghiêm túc Đoàn người tiếp tục đi sâu vào trong, tầm mắt đột nhiên mở rộng, đập vào mắt là một đại điện rộng lớn. Thoạt nhìn chu vi đại điện này phải lên tới mấy nghìn trượng. Vô số thứ vỡ vụn tán loạn trên đất, xa hơn một chút còn có vài mảnh xương cốt nằm trải rác, phát ra ánh sáng lấp lánh. Mà chính những mảnh xương này tản ra khí tức uy nghiêm nồng đậm. Đây là Uy Long, Uy Long chân chính. Long Vũ Sinh rung giọng nói, đại điện này thật sự minh mông. Ở phía đông chính là một cái ngai vàng cực lớn. Một người ngồi phía trên, thế rồng cuộn hổ ngồi. Thân mình hơi ngã về phía trước, một tay đặt trên tay vịn, một tay đã mất. Chắc hẳn xương cốt nằm rải rác một bên chính là bàn tay này. Toàn thân người này không có vết thương, chỉ có một vệt trắng ở giữa mi tâm. Nhưng chính vệt trắng này đã lấy đi tính mệnh của hắn. Mặc dù không biết hắn đã chết bao nhiêu năm, nhưng uy thế trên người hắn từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tan ngay cả người lười biếng to gan lớn mật như tả tử đa khi đối diện với người này cũng nhìn không được phải rời mắt đi đây chính là một vị vương giả ngồi trên ngai vàng của mình quân lâm thiên hạ nhìn xuống thần dân của mình nhìn xuống giang sơn của mình trong ánh mắt vẫn mang theo ý cười mặc dù đã chết từ rất lâu nhưng ánh mắt vẫn vậy ý cười tả tiểu đa vô thức cho rằng mình nhìn nhầm rồi nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra rằng ánh mắt người này quả thật đang cười tuy rằng đã ngưng định nhưng vẫn là đang cười tả tiểu đa nghĩ không ra khi hắn giữ tư thế này hắn đã trúng vết thương trí mạng sẽ chết mà chính hắn cũng hiểu rất rõ tình huống này đã như vậy thì hắn đang cười cái gì đối diện với người này là một cô gái mặc cung trang một tay sau lưng một tay cầm kiếm Mũi kiếm chỉ xuống mặt đất Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau Nhưng phong thái vẫn yểu điệu như người trên mây Theo mọi người đi vào Khí tức sao động càng mạnh Trong đại điện Không khí yên lặng lưu chuyển Không biết đã qua bao nhiêu năm Một thân bạch y của cô gái Cũng nhẹ nhàng lay động Dường như người vẫn còn sống Vẫn linh động uyển chuyển Phong hoa tuyệt đại Trong đại điện Hai người đối diện nhau một đứng một ngồi. Người đàn ông trên ngai vàng đang cười. Đám người tải tiểu đa bất giác ngừng thở, rón rén đi qua, sợ quấy nhiễu đôi nam nữ này. Cho dù đám người tải tiểu đa rất chắc chắn rằng hai người trước mặt đã chết hàng nghìn năm, nhưng phong thái phong thần như vậy, chỉ sợ có qua hàng tỷ năm nữa, bất luận kẻ nào đến nơi này cũng không dám có chút bất kính. Cho đến khi quay sang phía cô gái đối diện, mọi người không khỏi kinh diễm đẹp. Thật sự là quá đẹp. Cô gái thành cao thoát tục, phiêu nhiên xuất trần. Trên mặt cũng mang theo ý cười thư thái nhàn nhạt. Trong ánh mắt còn có chút u buồn. Một miếng ngọc bội bên hông. Một thanh trường kiếm nơi tay. Một cây trâm ngọc trên đầu. Trừ những thứ này ra không còn trang sức nào khác. Nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, sẽ ngay lập tức cảm thấy thiên địa sạch sẽ, không nhốn bụi trần xinh đẹp vô song, không gì sánh được. Trong thiên địa, không có vật ô uế nào có thể đến gần nàng. Cho dù đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn băng thanh ngọc khiết, tự như trăng sáng trên trời cao, trong trẻo cô tịch, hờ hững treo trên bầu trời. Rất rõ ràng, người đàn ông này hẳn là do cô gái này giết chết, mà cô gái này cũng cùng hắn đồng quy vô tận, cùng xuống cửu tuyền điều này mọi người cũng mơ hồ đoán ra trong đại điện rõ ràng có đám người tả tiểu đa còn đang sống đi vào nhưng vẫn hiện ra một bầu tĩnh lặng tĩnh lặng một cách quỷ dị một nam một nữ một ngồi một đứng mặt mang ý cười không biết đã chết bao nhiêu nghìn năm nhưng chính hai người chết này lại áp chế khí thế của đám người tả tiểu đa gần như không dám hít thở cho đến khi Thử đi tới giữa khu vực của đôi nam nữ đối mặt Là cảm thấy khi thế sao động gấp mấy lần Giống như liên kết lực lượng Tả tiểu đa cố gắng thử đi vào Là bị khi thế của hai người đẩy ra Dễ dàng như trở bàn tay Trong khoảnh khắc nhẹ nhàng rơi xuống Giống như đang mơ Hai người này đã chết không biết bao nhiêu năm Khi thế dặn co chẳng những không mất đi Mà còn có uy lực lớn như vậy Điều này sao có thể chứ? Đám người Tả Tiểu Niệm nghe không khỏi chấn động. Đây là tu vi gì? Đã chết mấy chục ngàn năm, trăm ngàn năm, thần xác không một nát, sinh động như thật, vẻ mặt không thay đổi, thần thái như cũ, khi thế vẫn còn nguyên. Loại cảnh giới này đã vượt ra khỏi nhận thức của đám người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, vượt khỏi lẽ thường, không thể tưởng tượng. Mà ngay khi tả tiểu đa thử bước vào trong khí thế đó, rồi bị hất ra ngoài. Chợt, một luồng sương mù dài đặc, bỗng từ dưới đất bốc lên. Dường như làm kinh động đến thứ gì. Dường như chạm vào thứ gì. Trong phút chốc, cả đại điện bỗng hóa thành tiên cảnh nhân gian, trước mắt đầy rẫy hư ảo. Đám người tả tiểu đa và tả tiểu niệm đều cảm thấy trước mắt mơ hồ khó hiểu giống như đang vượt qua một dòng sông thời gian. Cảnh tượng trước mắt đều không ngừng biến hóa. Cuối cùng, cảnh sắc không ngừng biến hóa, đột nhiên dừng. Chỗ năm người dựng chân, chuyển thành một góc khác của đại điện. Mà ở trước mắt vẫn là đại điện này, nhưng là quan cảnh muôn màu muôn vẻ, tràn ngập những án mây nhiều màu sắc, vô cùng tráng lệ. Vẫn là đại điện này, vẫn là người đàn ông với áo bào màu xanh. Hắn ngồi trên ngai vàng, sắc mặt lộ ra tái nhợt nhưng khóe miệng vẫn mang ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn đại điện, nhìn bốn phía đại điện. Ánh mắt có chút buồn bã, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng thanh thản. Hắn đang cười. Phía dưới ngai vàng, hai bên trái phải đều có một hàng ghế ngồi. Bên trái bốn cái, bên phải ba cái. Nhưng không có người ngồi, tất cả đều bỏ trống. Người đàn ông áo xanh thản nhiên cười, ống tay áo phất lên một ly rượu xuất hiện trong tay, nhẹ giọng nói. Bảy vị huynh đệ, hiện tại rời đi, thượng lộ bình an. Sau một hồi lâu không ai đáp. Lại qua một lúc, cuối cùng hắn một hơi uống cạn sạch ly rượu. Dường như huynh đệ ở ngay trước mặt vẫn đang mỉm cười với hắn. Trận chiến này bổn tòa trọng thương, đã không còn đủ lực phá vỡ hư không. Không thể cùng bảy người các ngươi rời đi, sau này nếu như xuất hiện Thanh Long Thánh tọa mới, các huynh đệ cứ tùy ý, ta chỉ có vui mừng, không có suy nghĩ gì khác." Hắn thản nhiên cười, tự nói một mình, lưu rượu trong tay tự đầy lên, hương rượu tỏa ra nhuộm cả đại điện. Lại thêm một ly đi vào cổ họng, ánh mắt hắn trở nên sầu não. "Ta biết các người hận ta, hận ta không đi cùng các ngươi." Nhưng nếu ta ở cùng các ngươi, chúng ta đều sẽ không thể rời đi. Giác Mộc Giao, can Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo. Đây là tên người đời gọi các ngươi. Nhưng ta vẫn thích gọi các ngươi là Tiểu Giao, Tiểu can Tiểu hạt, Tiểu Hồ, Tiểu Thố, Tiểu Hổ, Tiểu Báo. Ánh mắt hắn ôn hòa, các đệ đệ muội muội lên đường bảo trọng. Tiểu Thố và Tiểu Hồ, hai muội muội à, đại ca sợ rằng không thể che mưa chắn gió cho các ngươi được nữa rồi. Năm tháng sau này nhất định phải bảo trọng a. À. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, người áo xanh thản nhiên cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một bình rượu, lần này ngẩng đầu lên, từng ngụm từng ngụm đổ xuống, trong phút chốc bỗng nổi lên một cổ khí thế hào hùng âm thanh ở cử biến mất yên tĩnh người áo xanh cười ha ha thản nhiên nói người còn chưa bước vào đã có mùi hương đan quế thanh nhã truyền tới thái âm sao người đến muộn vậy thanh long thánh nhân quả nhiên là tu vi thông thiên triệt địa người đã sớm biết là ta sẽ tới nên mới ở chỗ này chờ ta một giọng nữ dịu dàng thản nhiên vang lên. Người đàn ông áo xanh uống một ngụm rượu, đứng lên từ ngai vàng. Lúc hắn ngồi, đã có phong thái quân lâm thiên hạ. Vừa đứng dậy, cả người lại giống như đế quân thiên đình chi phối trời đất. Vua của thế gian, uy chấn thiên hạ, lộ rõ phong thái vương giả. Loại khi thế to lớn nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, hào hùng xuất hiện. Ánh mắt thản nhiên nhìn xuống bên dưới, lạnh lùng thản nhiên đáp mục tiêu chính của người là ta cho nên ta không thể đi nếu ta muốn đi rất dễ dàng muốn là được nhưng dưới sự theo dõi của đan quế thiên nhai bảy huynh đệ mùi mùi của ta không một ai có thể thoát khỏi độc thủ của người giọng nói dịu dàng kia thản nhiên đáp từ lâu đã nghe danh thanh long thánh quân nghĩa khí vô song vì huynh đệ cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không hối tiếc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cho nên, bổn tọa cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn thấp hèn này, giữ thánh quân lại. Âm thanh dịu dàng khẽ thở dài. Thanh Long Thánh Quân, không hổ là nam tử hiếm gặp trong thiên hạ, là đại trượng phu từ xưa tới nay. Huyền Nga kính phục không thôi chỉ đi Lập trường khác biệt Nếu không Nhất định phải cùng thánh quân đại nhân Uống ba ly Mới không uổng lần gặp ngày hôm nay Nam tử áo xanh thanh long thánh quân Cười nhạt Lập trường khác biệt Thì không thể cùng uống ba ly sao Thái âm tinh quân Lời này của người thật sự có chút không công bằng Đứng nơi cửa trầm mặt một lúc Rốt cuộc nàng khẽ cười một tiếng đáp. Thánh quân nói không sai. Nếu đã vậy, Huy Nga sẽ cùng Thánh quân uống ba ly. Theo tiếng nói, một cô gái áo trắng nhẹ nhàng bước ra, tóc búi cao, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng vừa tiến đến, đám người tả tiểu đa cảm thấy như một vần trăng sáng đột nhiên buông xuống. Nàng chậm chậm bước vào, đi tới trước ngai vàng của thanh long thánh quân mỉm cười nói thánh quân vinh hạnh được gặp khóe miệng của thanh long thánh quân mang theo nụ cười trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng huyền nga tiên tử quả nhiên là tuyệt sắc đệ nhất thiên hạ bổn tọa mỗi lần gặp đều khó tránh khỏi kinh diễm một phen phi đối diện huyền nga tiên tử mỉm cười Đa tạ thánh quân đã khen ngợi huyền nga kính thánh quân một ly Nói rồi, trong tay xuất hiện thêm một ly rượu trong suốt. Rượu trong ly có màu hơi vàng, giống như hoa đan quế trên cung trăng, tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Mặc dù đây chỉ là một đoạn hình ảnh, đương sự đã chết mấy chục nghìn năm, nhưng nhìn một màn này, đám người tả tiểu đa vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm như thường. Nhìn đồ vàng ông ánh mà trong suốt, vậy mà nhịn không được nuốt nước bọt. Tả tử niệm thì đang nhìn vào huyên ngai tiên tử, mắt không hề chớp. Đây là dáng vẻ mà ta muốn đạt được trong ước mơ của ta. Thật là đẹp. Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú đã bị lóa mắt, bị cuốn sâu hút vào trong. Trong hình ảnh này khí chất, phong độ, khí thế, uy lực, khí phách của một nam một nữ này đều là thiên hạ vô song. Đây là khí chất, cảnh giới của đại tu sĩ, đại năng giả hay sao? đây mới là võ giả đây mới là tu luyện giả khí độ khí thế sự ung dung sự phóng khoáng này mới chính là nhân vật đỉnh cao cơ hội là trong tích tắc mọi người tưởng nhớ lại đời này những khoảnh khắc trước đó những nhân vật to lớn mà mình từng gặp lại có cảm giác là bất cứ ai đi chăng nữa so với hai người trước mắt dù ít dù nhiều cũng là thiếu một cái gì loại phong khoáng thông thả như vậy, loại uy thế tối cao này, loại khi thế có thể hô mưa gọi gió, nhưng lại có thể dùng một hành động đơn giản để dừng lại tất cả. Khoảng cách trong đó đích thật không phải là tầm thường. Chỉ thấy Thanh Long Thánh Quân cười lớn ha hả, nâng bình rượu của mình lên, cứ về phía xa mà nói. Mời tiên tử, ly này kính tiên tử. Thanh xuân còn mãi, sắc đẹp vĩnh hằng. Huy Nga tương tử cười nhạt đáp. Huy Nga xin kính lại thánh quân. Ly này xin giúp năm vị huynh đệ, hai vị muội muội của thánh quân, dọc đường bình an, lên đường suôn sẻ. Sắc mặt của thanh long thánh quân đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nghiêm túc. Hắn vốn định dùng bình rượu để uống, nhưng sau khi nghe được câu này, lại lật tay hiện ra một ly rượu tinh xảo, cẩn thận rót đầy, nhẹ nhàng thở một hơi, cười nói với câu nói này của tiên tử ly rượu này cũng nên coi trọng một chút một ly này bổn tại nhất định phải nhâm nháp thật kỹ cảm ơn lời chúc của tiên tử ngựa cổ từ từ uống cạn ly rượu vẫn giữ tư thế ấy hồi lâu không thay đổi cơ hồ như đang hồi tưởng lại dư vị huyền nga tiên tử mỉm cười lấy tay áo che mặt cùng uống cạn ly rượu này vào thời điểm sắp rời xa này, Huy Nga không gì để tặng thánh quân. Chỉ tặng thánh quân, huynh đệ tỷ muội bình an. Xin thánh quân xem qua. Lúc đang nói, phất tay hiện ra một tấm gương chiếu lên trên tường. Chỉ thấy trên tường, phút chốc hiện hiện hình ảnh của thiên quân vạn mã đại chiến. Nguyên mãn đại lục đang tự nó từ từ khuấy động lên. Tự như đi về phía chân không bên này vô số binh mã đang truy sát máu tươi khắp nơi trên chiến trường vô biên tiếng kêu thảm vang lên chấn động bên tai tiếng binh khí chạm nhau càng là che lấp đất trời có người không ngừng nhảy lên tự bạo hai mắt thanh long thánh quân vừa nhìn đã chăm chú vào hình ảnh trên đó rất lâu chưa động đậy qua đây là chiến trường chiến trường mà vốn ta nên phải ở đó Vô số người giao chiến trên không, sát hại kịch liệt, thật sự rất thảm liệt. Đột nhiên, có tiếng một cô gái rất trong trẻo vang lên một cách đau khổ. Thái Âm Tinh Quân có lệnh, hãy để cho bảy anh em của Đông Phương Thanh Long rời đi. Tiếng nói này đi theo gió, chốc lát truyền khắp chiến trường, lập tức tiếng những cô gái đều vang lên. Thái Âm Tinh Quân có lệnh, Hãy để cho bảy anh em của Đông Phương Thanh Long rời đi." Những cô gái áo trắng ai nấy mắt đều ngấn lệ. Với đội hình dân cao của Thiên Quân Vạn Mã trong vòng vây chặt chẽ nghiêm ngặt, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Bảy người nhanh như chớp bay ra ngoài. Bảy người này toàn thân đều đầy máu bầm, quần áo tả tơi. Tiếng hét và tiếng giết chóc rung chuyển bầu trời, vẫn đang liều mạng chiến đấu. Lỗ hổng lúc nãy vừa xuất hiện, thì đã bị đóng lại trong tích tắc. Sau đó có người lao ra từ phía sau, nhưng lại có một số người tiếp tục ngã xuống. Rõ ràng là liên quan đến sự sống chết của chính mình. Khuôn mặt độc nhất vô nhị và tuyệt đẹp nhất trên đời đó là không hề dao động một chút nào, như thể đang nói về điều gì không liên quan đến mình. Đáng tiếc thật. Thanh Long Thánh Quân khoanh hai tay, mỉm cười nói hay là đổi thành một người nam đi để thái âm tinh quân đến làm chuyện này khó tránh quá là phung phí của trời lát nữa mà hương tiêu ngọc vẫn thì quá là lãng phí câu này của hắn cơ hội như nói chơi nói đùa nhưng năm chữ cuối lại nghe như rất nghiêm túc rất nặng quá là đáng tiếc thái âm tinh quân cười lên cho dù thế nào đi nữa người đã ở đây ta cũng ở đây Thanh Long Thánh Quân lại quay đầu nhìn vào bức tường đã từng hiện ra hình ảnh kêu gọi của các huynh đệ. Nhẹ nhàng thở một hơi nói. Tiên tử, lúc nãy đã cho ta thấy hình ảnh an toàn của các anh em huynh đệ ta, khiến cho ta bây giờ đến một lời khinh nhờn cũng không nói ra được. Thái âm tinh quân nghiêm túc nói. Thánh quân là chính nhân quân tử, nếu không có chuyện khi nãy thì cũng sẽ không nói ra mấy câu khinh nhận. Thanh Long Thánh Quân mỉm cười. Thái Âm Tinh Quân mỉm cười nói: "Còn nữa, ngoài cái đơn quý thiên nhai của ta, những người khác khó mà có thể theo dõi Thanh Long Thất Tinh của Thánh Quân. Ta cũng hy vọng có thể dành cho Thánh Quân sự tôn trọng đáng có, một đời anh hùng, cho dù có kết thúc, cũng nên có sự huy hoàng và tôn trọng như thế." Thanh Long Thánh Quân thất vọng nói: Tiền tử quả nhiên lo rất là chu đáo, cảm ơn nhiều. Một câu cảm ơn, lần cảm ơn này là cảm ơn đánh giá cao độ của Thái âm tinh quân. Sau đó hai người không còn nói gì, lời cũng đã nói hết, rượu cũng đã uống cạn. Lúc này thời khắc này chỉ có sinh tử, kết thúc đoạn nhân duyên này. Tiền tử, người thật sự không nên đến. Thanh Long Thánh Quân cười khổ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm kiếm trong tay ánh sáng lượn lờ. Một tiếng rồng ngâm, thấp thoáng vang lên. Ánh sáng trên thanh kiếm lưu chuyển, có một con thanh long rất rõ ràng bay lượn thích thú trên đó. Mà tay còn lại của thanh long thánh quân lại từ từ đưa lên cao, rượu trong bắt không ngừng rót vào cổ họng hắn. Một bình rượu cuối cùng đã uống hết, tiện tay ném đi. Bình rượu khô cạn ném qua một bên, phát ra một tiếng loãng xoảng thanh long thánh quân than thở nói tiên tử người đã biết rất rõ thanh long ta đã bị trọng thương chết trong tích tắc nhưng vẫn có vẫn có bản lĩnh kéo theo bất kỳ ai buông lấy mạng của ta cùng nhau ra đi thanh long bình thản nói chỉ cần là ta muốn lôi theo không có ai là không lôi theo được phi đối diện thấy âm tiên tử cười lên ta đương nhiên là biết chứ trong tay thánh quân có một góc của tào hóa bàn đương nhiên là có sức mạnh để nói câu này ngoài những nhân vật chú tể chí tôn như yêu hoàng chỉ cần thánh quân lấy mạng ra liều muốn giết ai thì giết người đó nhưng mà huy nga nếu đã tới đây rồi thì đã có giác ngộ không có tính toán quay về thánh quân không cần phải nương tay đâu cứ ra chiêu hết sức là được biết đâu qua được ải này của ta rồi hoặc là có ngày trùng phùng cùng với huynh đệ. Thái âm Tinh quân đã đến đây như vậy rồi. Thanh Long ta đã định là sẽ không có ngày ấy nữa rồi. Thanh Long thánh quân cười nhạt, trường kiếm trong tay lay nhẹ. Một luồng gió nhẹ từ thân kiếm giấy lên, kèm theo là một tiếng vang nhỏ. Kiếm phong hóa thành vô số hình thù yêu thần, xông về phía thái âm tinh quân. Tiên tử, đắc tội rồi. Thánh quân, xin đắc tội thanh trường kiếm trong tay thái âm tiên tử đột nhiên dơ lên một luồng sương mù lấp phất cực hàng xuất hiện bọn người tả tiểu đa thấy được màn này tuy rằng khó mà đích thân cảm nhận được luồng hơi cực hàng này nhưng vẫn thấy được khi thế do luồng khí cực hàng này tạo thành luồng khí cực hàng này lại đông cứng vô số hình thù yêu thần trong không trung không những vậy cơ hồ thời gian không gian cũng bị đông cứng theo Mắt thấy cảnh này Trong lòng tả tiểu niệm ngưỡng mộ vô cùng Không biết đến khi nào Ta mới có thể đạt được cảnh giới băng phong thiên địa Đông cứng không gian và thời gian này đây Nguyệt phách chân kinh mà tả tiểu niệm tu luyện Trước mắt tuy là đã lạnh tới cực hàng rồi Nhưng với cảnh giới hiện nay của bản thân mình Khi chứng kiến cực hàng của huyền Nga tiên tử Đúng là đã tận mắt thấy được khoảng cách xa vời vợi Chỉ cần nàng đồng ý Bất kể là vật hữu hình như đao kiếm hay gió mây khí lưu đều trong chốc lát có thể bị đông cứng và tan thành khói bụi đó mới là cảnh giới cao nhất của thuộc tính hàng hai người đánh nhau trong đại điện lúc mới bắt đầu chỉ là trên không trung chiến đấu trong sự im lặng lực không chế để vung đánh binh khí có thừa không thể thoát ra ngoài chút nào nhưng không bao lâu thì khí kình dần dần phóng ra tứ phía khuấy động lộn xộn cả đại điện này. Tất cả các vật trong đại điện cũng dần dần bị cuốn theo, từng thứ một bị đập nát. Tả tiểu đa đau lòng đến run cầm cập, quá trời đồ quý báu luôn, vốn đều là những thứ thu hoạch được trong lần đi này. Hình dáng tốc độ thay đổi và xen kẽ nhau ngày càng nhanh. Đến sau cùng, ngay cả bọn người tả tiểu đa cũng như góc nhìn của thượng đế không thể nhìn rõ. Chiến đấu như thế nào Chỉ cảm thấy kiếm khí chém vào chân không Tách ra từng thành mảnh hư không Rồi từng mảng từng mảng tụ lại Cuối cùng Một tiếng kiếm khí sáng loá vang lên Hai người cùng lúc hự một tiếng Rồi cả hai tự cười khổ Hình bóng níu kéo nhau Đột ngột tách ra Thái âm tinh quân Vẫn đứng tại chỗ quần áo sạch sẽ Không dính một hạt bụi nào Cơ hội như chưa từng động thủ thanh long thánh quân lần nữa ngồi lên trên chiếc bảo tọa sắc mặt vẫn như lúc trước chỉ có ngay giữa lông mày bạc đi một chút hắn cười cay đắng xin lỗi nha tiên tử vốn không muốn dùng tạo hóa bàn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi trận chiến này bổn quân thắng không vẻ vang trên mặt hắn có chút áy náy không biết tiên tử có tin hay không kết quả hiện nay không như ta mong muốn kết quả ta hy vọng vẫn là đôi bên có thể rút lui hai bên đều an toàn ta cố nhiên hy vọng có thể có ngày tạm biệt với các anh em mình nhưng cũng mong tiên tử có thể rút lui an toàn chỉ thật đáng tiếc là khó được như ước nguyện xảy ra phiền toái ngoài ý muốn phía đối diện thấy ông tinh quân uyên nhã cười lên nụ cười còn tươi đẹp hơn khi nãy Thánh quân đã nói như vậy, đủ để thấy sự thẳng thắn thành khẩn rồi. Thanh Long Thánh quân ngồi trên bảo tọa, cười lên nói. Rốt cuộc, cũng phải nói lời tạm biệt nhân gian tươi đẹp này. Trong lòng bỗng nhiên dân trào lên rất nhiều điều hối tiếc. Vốn tưởng rằng bản thân có thể hoàn toàn nhìn thoáng hơn. Nhưng không ngờ rằng, ngay giây phút ấy, giấc mơ vẫn thật là khó từ bỏ, khó rời xa như vậy. Sắc mặt của Thái âm tinh quân đầu tiên có vẻ choan ván, miệng cưỡng cười nói. Đúng, thế giới này tuy rằng không đẹp cho lắm, nhưng cuối cùng cũng không giết được. Thôi thì không cần nhìn lại nữa. Thánh quân, ta nghe nói, thánh điện thanh long này có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hay là ngươi và ta đều ra đi, cứ vậy mà tan biến trong nhân gian có được không? Thanh Long Thánh Quân hít một hơi thật sâu trên người đột nhiên có những tia sáng thần thánh lấp lánh phát ra hắn mỉm cười nhìn thái âm tinh quân tiên tử người ta cứ vậy mà rời đi thanh long không còn hậu thế thái âm không còn tại như vậy thì quá đáng tiếc thái âm tinh quân chớp mắt nói ý của ngươi là để lại cho người truyền thừa để lại chờ người có duyên thanh long thánh quân ung dung nói chỉ cần chờ người có duyên đến, truyền thừa y bác của ta. Nghĩ đến việc cả đời thanh long ta, hồ mưa gọi gió. Cứ thế mà kết thúc, thật là đáng tiếc. Tin rằng tiên tử cũng không hy vọng. Truyền thừa cả đời của bản thân, cứ như vậy mà kết thúc. Thái âm tinh quân trầm ngâm một hồi. Được. Ánh sáng thần thánh nhấp nháy, lấp lánh và tỏa sáng. Tiếng thanh long thánh quân thật lãnh đạm nói hậu bối tiểu tử. Không thể không biết được phong thái của thanh long thánh quân và thái âm tinh quân được. Tiên tử à, ta hãy khai triển hồi tưởng thời gian một chút. Hình ảnh vạn cổ. Thái âm tinh quân cười ra tiếng nói. Thánh quân đúng là người giàu cảm xúc. Đến lúc này rồi, vẫn có nhã hứng như vậy. Từ lúc gặp mặt đến sau trận chiến sinh tử, hai người đều bị trọng thương trong lòng đều biết rằng mình và đối phương đã định trước không còn có thể sống được nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, hai người chưa từng nói dù chỉ một lời khó nghe. Không có lớn tiếng, không có la hét, không cười đùa, không có tiếng chửi bới, không một lời than thở, hoàn toàn không có. Từ đầu cho tới cuối đã rất nhẹ nhàng khi đối mặt, ngôn ngữ ấm áp, thanh lịch và dịu dàng. Luôn có một nụ cười trên khuôn mặt, giọng điệu nhẹ nhàng giống như cuộc trò chuyện của những người bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Chỉ cần lắng nghe họ nói, thậm chí còn có cảm giác thoải mái. Thành Long Thánh Quân lấy ra một miếng ngọc bội, thản nhiên cười nói. Ta lưu truyền, truyền thừa cả đời của bản thân vào trong miếng ngọc bội này. Kể cả chiếc nhẫn bổn mệnh của ta, tất cả đều để lại cho người có duyên. Đang nói đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng đám tả tiểu đa không lệch chút nào, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt của Long Vũ Sinh, thản nhiên nói. Hậu bối tiểu tử, truyền thừa huyết mạch thanh long, bổn tọa nói trước nhà. Hắn trầm ngâm một hồi, ánh mắt lợi hại, thản nhiên nói. Học được bản lãnh của ta, có được truyền thừa của ta, mặc cho người tùy ý tung hành ngang dọc, mặc cho người tội ác tày trời, Duy chỉ có một điều này không bao giờ được quên. Sau này nếu có gặp phải thanh long thất tình, dù sao đi nữa, không được làm hại. Hắn cầm miếng ngọc bội trong tay, tháo nhẫn ra, đặt ở lòng bàn tay phải. Lật ngược tay, thắt vào trên tay vịnh, nói rõ từng chữ. Nếu như người đồng ý, lấy thiên đạo làm lời thề, coi như đó là bằng chứng. Sau đó có thể có được truyền thừa của ta và nhận y bác của ta. Bổn tọa trước đây đã có nguyện rằng, đời này tuyệt không nhận đệ tử, người cũng sẽ không tính là đệ tử của ta. Với thanh long thất tinh, không hề có căn nguyên gì. Mặc cho người vùng vẫy, mặc cho người hành đạo thiên hạ, mặc cho người tung hoành lên chín tầng mây. Ánh mắt uy nghiêm của thanh long thánh quân nhìn chăm chăm vào mặt long vũ sinh. Ánh nhìn này rõ ràng cách nhau khoảng thời gian những mấy vạn năm, vẫn bình lặng như thế, nhưng lại chất chứa uy thế cuồn cuộn ngất trời. Chỉ nghe Thái âm tiên tử nói, Thánh quân à, xem ra, người có duyên trong tương lai đến nơi đây cũng không ít. Trong đó có một người rất hợp với truyền thừa y bác của ta. Thành Long thánh quân nguyễn cười. Ồ, tình cờ thế sao? Thái âm tiên tử thản nhiên cười vừa đưa ngón tay ra. Tả tiểu niệm có hơi sợ hãi. Vị thái âm tinh quân này, nàng không hề quay đầu lại, mà ngón tay của nàng lại đang chỉ thẳng vào tả tiểu niệm. Thánh quân, truyền nhân này của ta, chiếm lợi của ngươi hơi nhiều rồi. Trên mặt thái âm tinh quân hiện ra hớn hở thông dòng nói. Thanh Long thánh quân đáp. Mỗi người đều có cơ duyên riêng của mình, điều này vô hại, không sao một miếng ngọc bội đột nhiên xuất hiện trên tay của thái âm tinh quân. Cơ thể băng hàng, hùng nguyệt phách, có được truyền thừa của ta. Tức thì cười lên, bỏ ngọc bội xuống chân trái, lại cởi nhẫn không gian trên tay, bỏ lên trên đó. Sau đó trên hai tay, mỗi bên xuất một miếng ngọc bội. Viên này, cho ngươi. Đầu vẫn không quay lại, tùy tay chỉ vào vạn ly tú. Sau đó nói. Viên này cho ngươi Một ngón tay chỉ vào Cao Xảo Nhi Tuy nhiên Khi chỉ tay về Cao Xảo Nhi Sửng sờ một lúc Trên mặt lộ rõ vẻ cô đơn Sau một hồi im lặng nói Hậu bối Ngươi lại khiến cho ta cảm thấy Có cảm giác thương xót Vì vậy ta dứt khoát cho ngươi Nhiều hơn chút Màn xương trắng bay lên Một giọt máu tươi ấm chảy ra từ đầu ngón tay của thái âm tiên tử từ từ nhỏ xuống mặt miếng ngọc bội để lại cho Cao xảo Nhi. Ngay lập tức có một tiếng thở dài khác. Tiếng thở dài này, ngay cả hán tử thô cứng cáp nhất, cũng có thể nghe rõ một một. Đó bao gồm ba phần hiu quạnh, ba phần cô đơn, ba phần vắng vẻ và một phần oán giận, cô lập cùng cảnh ngộ thông cảm nhau. Ba miếng ngọc bội, một viên để bên chân trái đó là dành cho tả tiểu niệm viên để bên chân phải thì dành cho Cao Xảo Nhi, còn một viên để trước ngực Thái Âm Tinh Quân thì đó là dành cho Vạn Lý Tú. Mọi thứ đã phân phát gần hết rồi, chỉ tiếc là tạo hóa nhất giác của ta. Cái người cuối cùng không được cái gì hết. Mục đích của người đương nhiên là vật này đúng chứ. Đang nói cười thần bí. Nếu như sau này người có cơ hội gặp được yêu hoàng bệ hạ nhất định phải giúp ta chuyển lời cho hắn. Chuyển lời cho yêu hoàng. Tạ Tiểu Đa nhìn không được, có chút thắc mắc. Người muốn ta chuyển lời gì? Tại sao không để Long Vũ Sinh chuyển? Đó mới là người truyền thừa y bác của ngươi mà. Nhưng nghi vấn này tự nhiên không có ai có thể trả lời. Chỉ thấy trong mắt của Thanh Long Thánh Quân có chút sâu lắng, đang trầm ngâm, đang do dự. Nghĩ kỹ rồi mới từ từ nói tiếp. Câu nói này là Đời này thanh long không phụ lòng người. Tám chữ cuối, nó nghe thấy cực kỳ trầm trọng, cực kỳ bùi ngùi. Hắn xưng hô với yêu hoàng mà dùng ngươi, chứ không phải là ngài. Ý nghĩa sâu sắc trong đó, không cần nói vẫn có thể hiểu được. Tả tiểu đa thẫn thờ, câu nói này bình thường không có gì lạ kỳ. Có đến độ phải đặc biệt chuyển lời không? Thấy âm tinh quân bình thản cười, Thánh quân không cần phải canh cánh trong lòng. Thật sự nghĩ kỹ, nếu ngươi và ta ở vị trí ấy, thì cũng khó mà đắn đo sao cho chu toàn. Thanh Long thánh quân vui vẻ cười. Đạo lý ai cũng biết nói, ảo thuật thì ai cũng biết làm. Kỳ xảo mỗi người mỗi khác thôi. Chỉ là ta rút cuộc không có ở vị trí ấy, cho nên ta còn có thể cằn nhận oán trách. Thái âm tinh quân cười lên nói, nghịch ngợm quá rồi. Thanh Long Thánh Quân mỉm cười. Tiền tử kiếm của ta, để lại thôi. Thanh Thanh Long Thánh kiếm này, tiểu tử, ngươi phải dùng cho tốt. Thái âm tinh quân mỉm cười. Kiếm của ta, thôi thì không để lại đâu. Thanh kiếm này, đồ đạc tùy thân của ta, đều có ý nghĩa lớn đối với ta. Thanh Long Thánh quân hơi nghiêng đầu, đúng như trạng thái và biểu cảm của hắn cách sau hàng vạn năm, mỉm cười ý nghĩa lớn tiền tử cái truyền thuyết của người huy nga thiên tử cười nhạt thời gian đã đến thánh quân câu cuối cùng này có chút tinh nghịch đấy lời nói còn chưa dứt hình ảnh đã dừng mọi thứ xung quanh cũng trở lại như cũ thái âm tinh quân đứng đó còn thanh long thánh quân thì đang ngồi hơi nghiêng đầu mỉm cười hai người đều đang mỉm cười chỉ là đã không còn cử động nữa sau đó, bọn người tả tiểu đa đều cảm thấy đất trời rung chuyển. Cho đến khi định thần nhìn, đưa mắt nhìn quanh, thì đã phát hiện bản thân đã trở về vị trí ban đầu, đang nhìn Thanh Long Thánh Quân và Thái Âm Tinh Quân. Duy chỉ có khi thế giữa hai người đối đầu với nhau cũng đã tan biến đi mất. Kết thúc tập 223 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.